1. Tách cầu dao. 2. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện. Dùng bất cứ vật dụng khô như thanh gỗ để tách nạn nhân ra khỏi dòng điện. Tránh những vật dẫn điện và không đi chân trần ướt. 3. Hô hấp nhân tạo. Một tay bịt mũi nạn nhân, tay kia kéo hẳn xuống dưới để miệng hở ra. Ngậm chặt miệng nạn nhân rồi thở hai hơi liên tục đối với người lớn và trẻ trên 8 tuổi. Một hơi đối với trẻ em dưới 8 tuổi. Sau đó để lồng ngực từ xẹp xuống rồi lại thổi tiếp. Người lớn và trẻ trên 8 tuổi mỗi phút phải thổi ngạt 20 lần. Trẻ dưới 8 tuổi mỗi phút phải thổi ngạt từ 20 đến 30 lần. 4. Ép tim ngoài lồng ngực. Hai bàn tay chồng lên nhau đặt trước tim, tương ứng điểm giữa hai nồng vú hoặc khoang liên sườn 4-5 bên ngực trái. Từ từ ấn sâu xuống khoảng 1/2 đến 1/3 bên dài lồng ngực rồi nới lỏng tay ra. Người lớn và trẻ em trên 1 tuổi mỗi phút ép tim khoảng 100 lần. Trẻ dưới 1 tuổi mỗi phút ép tim khoảng từ 100 đến 120 lần. Nếu phải kết hợp với ép tim và thổi ngạt, cứ một lần ép tim lại thổi ngạt 2 lần. 5. Đưa nạn nhân đến bệnh viện. Sau khi thực hiện các biện pháp sơ cứu cơ bản, hãy nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.